Chào các em học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11 thân mến. Ngày hôm nay, thầy là Phan Nhật Tân đại diện cho các thầy cô nhóm 9 để lên các bài hình học trong tuần 6. Mời các em cùng thầy theo dõi. Thầy mời các em quan sát hình sau. Thì từ hình trên, chúng ta thấy đường tròn tâm O bán kính R lớn bằng OC đi qua các đỉnh của hình vuông ABCD. Thì đường tròn tâm O bán kính R lớn này được gọi là đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD. À, như vậy đường tròn này nó đi qua các đỉnh và nó nằm ở phía ngoài. Nhớ, nó nằm ở phía ngoài của hình vuông ABCD thì được gọi là đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD. Và lúc này hình vuông ABCD nằm ở phía trong của đường tròn tâm O bán kính R lớn này. À, hình vuông nằm ở phía trong thì được gọi là nội tiếp đường tròn. Đường tròn nằm ở phía ngoài gọi là ngoại tiếp. Hình vuông nằm phía trong được gọi là nội tiếp. Các em lưu ý điều đó ha. Rồi, như vậy thì qua cái hình trên thì chúng ta thấy có đường tròn ngoại tiếp cái hình vuông ABCD. Thì tiết học ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em một cái bài học mới, đó là bài số 8, đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp. Thì ở phần trên, ở hình vẽ mà thầy đã nói, thì chúng ta có được cái định nghĩa đầu tiên, đường tròn mà đi qua các đỉnh. Đây, đường tròn này đi qua các đỉnh ABCD của cái đa giác này. Này đây, à, lúc này cái hình vuông ABCD thì còn gọi là tứ giác, là một cái đa giác. Thì đường tròn này được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác. Và lúc đó đa giác nằm bên trong đường tròn thì đa giác được gọi là nội tiếp đường tròn. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu hỏi, tiếp tục quan sát hình vẽ. Thì chúng ta thấy có cái đường tròn tâm O bán kính R nhỏ bằng OH tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình vuông ABCD. Đây, đường tròn tâm O bán kính R nhỏ bằng OH, nó tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình vuông ABCD. Thì lúc này đường tròn tâm O bán kính R này được gọi là đường tròn, là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. À, lúc này đường tròn này nó nằm phía trong cái hình vuông thì nó được gọi là đường tròn nội tiếp. Và lúc đó cái hình vuông ABCD này nó nằm ngoài cái đường tròn tâm O bán kính R nhỏ này thì cái hình vuông này sẽ được gọi là hình được gọi là ngoại tiếp đường tròn tâm O bán kính R nhỏ. Như vậy chúng ta có được cái định nghĩa thứ hai, đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác thì được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác. Và lúc đó đa giác, à, nhớ đa giác là ngoại tiếp. À, như vậy đa giác ở ngoài hình tròn gọi là ngoại tiếp, đường tròn nằm bên trong hình vuông được gọi là nội tiếp. Như vậy các em nhớ ha, cái định nghĩa này, nhớ chú ý, nằm bên ngoài thì được gọi là ngoại tiếp, nằm bên trong thì được gọi là nội tiếp. Rồi, và nhớ kỹ nha cái những cái tính chất trong cái định nghĩa này. Bây giờ chúng ta bước qua, chúng ta quan sát kỹ lại cái hình này thì chúng ta thấy rằng đây là một cái đa giác, đây là cái tứ giác ABCD, nó là một cái hình vuông. À, như vậy nó còn gọi là tứ giác đều. Thì tứ giác đều này nó nằm trong một cái đường tròn tâm O bán kính R lớn và nó lại tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính R nhỏ lại tiếp xúc với tất cả các cạnh của cái hình vuông này. Như vậy người ta mới nói rằng bất kỳ một cái đa giác đều nào
cũng có một đa một cũng có một đường tròn về ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. Như vậy đó chính là cái tính chất định lý của bài hôm nay. Định lý bất kỳ đa giác điều nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái phần bài tập để hiểu rõ hơn về cái đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp này. Mời các em theo dõi tiếp. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần bài tập. Bài tập số 62, trang 91 sách giáo khoa. Câu A, người ta yêu cầu chúng ta vẽ tam giác đều ABC có cạnh A nhỏ bằng 3 cm. Bây giờ bước vào cái câu A này đây thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta vẽ cạnh BC bằng 3 cm. Sau đó chúng ta lấy B và C làm tâm. Vẽ hai cung tròn có bán kính là tâm B và tâm C. Xin lỗi, vẽ hai cung tròn có tâm lần lượt là B và C có bán kính là 3 cm. Thì hai cung tròn này sẽ cắt nhau tại một điểm là A. Từ A ta nối với B, A nối với C thì ta đưa cái tam giác ABC là tam giác đều có cạnh 3 cm cần phải vẽ. Như vậy chúng ta đã vẽ xong tam giác ABC đều có cạnh bằng 3 cm. Bây giờ chúng ta bước qua câu kế tiếp. Đó là ta sẽ vẽ cái đường tròn tâm O bán kính R lớn ngoại tiếp tam giác ABC đều này. Sau đó chúng ta tính cái bán kính của đường tròn này. Thì để vẽ đường tròn này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó là chúng ta sẽ vẽ hai đường chung trực. À, thì chúng ta đã học rồi. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là giao điểm của ba đường chung trực. Nhưng thực tế chúng ta chỉ cần vẽ hai mà thôi. Bây giờ chúng ta vẽ hai đường chung trực của cạnh BC và cạnh AB. Rồi. Hai đường chung trực này cắt nhau tại O. Thì O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Thì bây giờ để vẽ nó thì chúng ta cần phải có bán kính. Thì đó, từ O này chúng ta nối đến A hoặc O này nối đến B, O này nối đến C. Thì lấy OA hay OB hoặc OC làm bán kính cũng được. Rồi. Ta nối từ O đến A, lấy OA làm bán kính, vẽ một cái đường tròn đi qua ba điểm ABC. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong. Bây giờ bước sang ý thứ hai trong câu B là chúng ta tính bán kính R. Thì có rất nhiều cách tính, ở đây thầy hướng dẫn cho các em một cách tính. Đó là chúng ta thấy được là BC có cái đường chung trực là đây. Thì đương nhiên đây là đường chung trực của cạnh BC và do tam giác ABC là tam giác đều cho nên đường chung trực này phải đi qua A. Hay nói cách khác, OA là đường chung trực. Như vậy OA là đường chung trực, vậy nó sẽ vuông góc với BC tại H và kéo dài nó ra thì nó sẽ cắt đường tròn O tại D. Lúc này chúng ta sẽ có AD là đường kính. Và khi có AD là đường kính thì điều gì xảy ra? À, khi có AD là đường kính thì chúng ta sẽ có được góc ACD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, cho nên góc ACD bằng 90 độ. Rồi. Đồng thời, chúng ta lại có được cái điều gì nữa? À, do hồi nãy chúng ta đã nói được rằng tam giác ABC là tam giác đều cho nên đường chung trực AO này cũng là đường phân giác. Vậy từ đó ta suy ra được góc BAD bằng góc CAD bằng 1 phần 2 của góc BAC. Mà BAC là tam giác đều cho nên góc BAC bằng 60 độ. Vậy góc BAD bằng góc CAD bằng 1 phần 2 góc BAC.
thì bằng 1 phần 2 của 60 độ là bằng 30 độ ở đây. Như vậy chúng ta đã có được tam giác ACD là tam giác vuông ở đây rồi. Rồi có được cái góc CAD này bằng 30 độ rồi, thì chúng ta có thể vận dụng tỷ số lượng giác để chúng ta tính được cạnh AD. À, tại sao tính AD vậy các bạn? À, đề bài nó yêu cầu chúng ta tính bán kính R, thì chúng ta có thể tính trực tiếp vào bán kính, còn không chúng ta có thể tính đường kính, còn từ đó suy ra bán kính sẽ bằng đường kính chia 2. Đó là cái cách làm của thầy. Ta tiếp tục. Thì xét cái tam giác ACD là tam giác vuông, nên cos của góc CAD bằng cạnh kề AC chia cho cạnh huyền AD. À, ở đây chúng ta có. Từ đó chúng ta suy ra được AD sẽ bằng AC chia cho cos CAD. Thế số vạc AC là cạnh của tam giác đều là bằng 3 cm. Chia cho cos của CAD là chia cho cos 30 độ. Vậy chúng ta bấm máy tính và nó sẽ cho chúng ta kết quả là bằng 2 căn 3. AD là đường kính, vậy muốn tính bán kính ta lấy đường kính AD chia cho 2, 2 căn 3 chia 2 ra căn 3 cm. Đó chính là bán kính của đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC là tam giác ABC đều. Bây giờ chúng ta bước tiếp qua câu C. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R nhỏ nội tiếp tam giác ABC đều. Thì chúng ta đã có cái tâm O này rồi, muốn vẽ cái đường tròn nội tiếp tam giác ABC đều này, thì từ O này chúng ta vẽ một đoạn vuông góc xuống bất kỳ cạnh nào của tam giác. Ở đây là OH cũng được, hoặc là từ O đến đây cũng được. Không vậy, chúng ta muốn kẻ cách nào cũng được. Không vậy, ở đây thầy sẽ chọn là kẻ từ O đến vuông góc với cạnh AB. Thì hồi nãy chúng ta đã có rồi, đó là chúng ta có được cái đường chung trực của cạnh AB đây. Rồi, thì đương nhiên cái đường chung trực này sẽ vuông góc với cạnh AB tại điểm Y. À, ở đây mình đặt đây là điểm Y. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện cái tam giác AIO là tam giác vuông. Và chúng ta có được cái góc BAD này bằng 30 độ ở chứng minh trên. OA ta mới vừa tính nó bằng căn 3. Vậy chúng ta có tính được OI hay không vậy? À, OI chính là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC. Ta tính được hay không? À, ta tính được các em ạ. Đó là chúng ta cũng là sử dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông AIO có cạnh huyền OA bằng căn 3 cm và có được cái góc nhọn IAO bằng 30 độ. Thì lúc này chúng ta sẽ có được OI chính là bằng bán kính của đường tròn nội tiếp là cạnh góc vuông là bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối. Vậy thế số vào thì chúng ta sẽ tính ra được kết quả của nó. Thế số vào thì chúng ta sẽ có được là OA là bằng căn 3 nhân cho sin 30 độ cho bằng căn 3 trên 2 cm. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong câu A, B, C của bài toán này. Bài này còn có một cái câu D, nhưng mà ở đó câu D này chỉ là vẽ hình thì các em có thể xem nghiên cứu thêm. Ở đây thầy chỉ hướng dẫn các em 3 câu A, B, C. Về nhà các em làm thêm các bài tập 64 trang 92. Các em làm xong bài tập thì các em có thể trao đổi thêm cùng thầy cô bộ môn qua email hoặc là số điện thoại, hoặc là các em có thể gặp trực tiếp khi chúng ta học tại trường. Thì bài học ngày hôm nay đã hết. Thầy chúc các em một mùa xuân nhiều sức khỏe và an lành.